đó không phải là người tốt. Đừng trách ba không nói trước. Vậy thì trong mắt ba, ai mới là người tốt chứ? Chỉ vì anh ấy là một streamer mà ba coi thường và ghét bỏ anh ấy sao? Không phải, mà là ba biết nó chỉ lợi dụng con thôi. Lợi dụng con? Lợi dụng cái gì chứ? Ba làm sao hiểu anh ấy bằng con? Nếu ba không chấp nhận anh ấy, con sẽ đi, con theo anh ấy. Không đi đâu hết. Ba! Ở nhà, ba cấm con đi đấy. Con mà đi với nó thì đừng có bà phát mặt về nhà nữa. Được, chính bà nói đấy nhé. Con đi. Lan. Quân. Bác Thành, Lan làm sao thế bác? Chỉ tại bác nóng nảy, nhưng bác chỉ muốn tốt cho nó thôi. Nó không hiểu. Ừ, nhưng là chuyện gì mà khiến bác và Lan căng thẳng thế ạ? Bác nói cháu nghe xem, có giúp được gì bác không? Cháu biết thằng Tuấn Anh không? Dạ, người yêu Lan ấy ạ. Ừ, chính nó. Thực ra thì bác cũng không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con cái đâu. Cái Lan nó cũng lớn rồi, tầm tuổi này yêu đương là chuyện thường tình. Nhưng bác muốn nó gặp người tốt, chứ Tuấn Anh thì... Cảm ơn anh về buổi tối nay nhé. Phim hay lắm. Anh lại mất buổi livestream, tự dưng em thấy mình phiền quá. Có gì đâu, livestream thì ngày nào chẳng like, còn đi chơi với em thì được bao nhiêu bữa đâu. Với anh, em mới là quan trọng. Thôi, em vào nhà đi. Anh về đến nhà sẽ nhắn tin cho em nhé. Vâng. Đây, qua ngõ nhà con bé Lan đón anh mày nha. Nhanh lên, cả buổi tối nay anh phải tắt máy đấy. Đi chơi với gái có bữa mà chúng mày làm anh nóng cả ghế. Ờ, Tuấn Anh. Dạo này đổi vị à ông anh? Rau sạch cũng thơm mà. Con bé Lan nó ngây thơ lắm. Nói chung yêu chơi thì được, chén xong thì đá, chứ còn tiệc tùng thì bé đó hơi quê. Ôi trời ơi, tức thật đấy. Một đứa chẳng ra gì, thế mà nói cái Lan nó không tin bác. Đã vậy nó còn đòi theo thằng đó nữa chứ. Còn với cái Lan nó yêu quá nên mù quáng. Giờ mà bác cứ căng thẳng thế thì khó mà nói lắm. Có khi còn khiến cho Lan giận bác thêm. Hay bác để cháu thử nói chuyện với Lan xem thế nào nha. Ừ, cháu giúp bác chuyện này. Chỉ có cháu là chơi thân với nó thôi. Một thời gian sau. Anh định đi đâu? Anh không được đi. Anh không được bỏ em như vậy mà. Thật ra thì cô em phải cảm thấy tự hào, vì cô em là người anh ở lại lâu nhất đấy. Giờ thì anh chán em rồi em yêu. Tiền nhà căn hộ này anh đã trả cho hết tháng này. Vì vậy nếu muốn ở tiếp thì tự lo tiền thuê nha. Anh phải đi theo tình yêu mới của anh đi. Anh là đồ khốn. Bố tôi đã cảnh báo rồi, vậy mà tôi lại không tin ông. Tôi thật là ngu ngốc mà. Giờ cô em mới biết thì muộn quá rồi. Bảo trọng nha, bye bye em yêu. Sao rồi? Có thông tin gì về cái Lan nhà bác không cháu? Thật đúng như bác nói, thằng Tuấn Anh là loại khốn nạn. Nó bỏ cái Lan theo đứa khác rồi bác à. Cái Lan giờ sao? Giờ nó như thế nào? Cháu bảo nó nghe điện thoại của bác. Bác nói chuyện với nó đi. Lan giờ nó vẫn ở một mình. Nó không nghe đâu bác. Nó bảo nó xấu hổ không dám về. Nó sai nó chịu. Bác có trách nó đâu. Ai cũng có một thời nông nổi mà. Bác chỉ có một mình nó. Chỉ cần nó về, bác sẽ tha thứ hết.
Chắc khó bác ạ. Tính Lan thì bác biết rồi đấy, nó cương quyết và cá tính. Đến bác nói nó còn không nghe thì sao nó nghe cháu chứ? Ừ, cháu có biết nó làm gì để sống không? Lan hiện giờ đang tập tành làm streamer trên Facebook và YouTube, nghe nói cũng chật vật lắm ạ. Ờ, có cách nào để giúp nó không? Hay bác đưa cháu tiền, cháu đưa cho nó nhé. Đừng nói là của bác, cứ bảo cháu cho nó mượn đi. Chắc Lan không chịu nhận bất kỳ sự trợ giúp nào đâu, cậu ấy muốn tự lập. Bà cháu đưa kiểu gì cậu ấy cũng đoán ra là của bác, không đợi nào Lan nhận đâu. Ờ, thế nó kiếm tiền bằng cái streamer gì đó, cái đó là như thế nào vậy? À, streamer. Bác biết Lan nó hay chơi game trên máy tính đúng không ạ? Hiểu nôm na thế này, các game thủ sẽ quay trực tiếp trận đấu game mà họ chơi hoặc trò chuyện với những người xem. Lượng xem càng đông thì sẽ có tiền. Ngoài tiền quảng cáo, tiền tài trợ thì còn có tiền từ các fan gửi tặng ạ. Ờ, fan là ai? Fan là những người hâm mộ game thủ ấy ạ. Họ sẽ nạp tiền vào tài khoản của họ để mua xu, sau đó sẽ chuyển xu tặng cho nick game thủ. Game thủ sẽ nhận xu và đổi thành tiền. Đấy, đại loại thế. Thế cháu cho bác làm fan của Lan đi. Ừ, dạ. Nhưng bác phải có nick game. Thì cháu làm nick game cho bác đi, dạy bác chơi và nạp tiền cái đó, bác sẽ tặng xu cho Lan. Nhưng thôi được rồi, để cháu giúp bác. Cái này học hơi khó, càng khó với những người có tuổi như bác. Với lại bác phải có máy tính để chơi hoặc điện thoại cảm ứng để vào xem livestream. Vậy bác đưa tiền cháu mua giúp bác cái máy tính, tạm thời cho bác mượn máy tính cháu một hai hôm. Không sao, bác học được. Vì cái Lan, bác sẽ cố gắng. Bác nhớ nha, chỗ này bác ấn phím này, phím này. Hôm nay tớ sẽ xây nhà ở đây, chặt chỗ cây này. Cha cha, nhiều gỗ thế này thì tha hồ mà xây nhà phải không các bạn? Phong Lan tuyệt vời, thần tượng của tôi. Phong Lan cố lên, thả tim cho Phong Lan nè. Cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn bạn Phong Vân đã tặng xu cho mình nhé. Cố lên nhé. Có những fan như bạn, tất nhiên là tớ sẽ cố gắng hơn rồi. Mỗi lần con gái livestream, ông lại thưởng tiền. Vì ông dùng nick ảo nên Lan không biết. Vẫn đinh ninh đó là một người hâm mộ, nghĩ rằng fan là một chàng trai khá giàu có. Thực ra thì để có tiền chuyển cho con gái, ông bố đã phải rất vất vả để làm việc. Nhưng ông vẫn rất vui vẻ, vì ông biết rằng với số tiền ông gửi, Lan có một cuộc sống ổn định. Quân. Ừ, Lan, cậu đến thật à? Đúng vậy, nhưng không phải là gặp cậu. Phong Vân, cậu ngồi chỗ nào? Người cầm bông hoa lan sẽ là cậu. Bố. Lan, đúng là con rồi. Sao bố lại ở đây? Bố đến đây gặp con. Nhưng con không có ý định gặp bố. Bố về đi, hôm nay con có hẹn rồi. Không lẽ bố là... Phong Vân, chính là bố đây. Không, không thể nào. Sao lại bố chứ? Bố đâu có biết dùng đến máy tính đâu, lại còn lập mạng, chơi game, chát chít, lại còn nạp tiền, thưởng xu. Không đúng, chắc chắn không phải là bố. Có phải bố đã gặp Phong Vân, hay là bố đã nói gì với Phong Vân của con? Bố đã đuổi cậu ấy đi phải không? Giống như bố đã làm với Tuấn Anh vậy. Phong Vân đâu rồi? Bố bảo bạn ấy đi đâu rồi? Lan à, cậu hãy bình tĩnh. Phong Vân đúng là bố cậu đấy. Chính tớ đã lập nick cho ông, vì cậu mà ông đã cố gắng để làm những điều tưởng chừng như không thể.
và vì cậu mà ông đã cố gắng làm lụng kiếm tiền nạp xu cho cậu. Cậu nghĩ với lượng fan ít ỏi cậu sẽ sống tốt ư? Lan à, về nhà đi con, về với bố, bố chỉ có mình con thôi. Bố ơi, con xin lỗi bố. Không sao, không sao. Sự ra đời của xe tăng. Năm 1914, chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra. Đức tuyên chiến với Anh và Anh quyết định cho quân tiến vào lục địa của Đức. Sức mạnh của quân đội Đức mạnh như vũ bão. Không một đội quân châu Âu nào chiến thắng tại thời điểm đó. Quân đội Anh cũng đứng trước nguy cơ thua cuộc. Không ngờ địa hình của Đức lại hiểm trở như vậy. Chúng ta không lường trước được hết những khó khăn. Xin chào ngài bộ trưởng. Tôi, đại tá Ernest Winton, xin nghe ạ. Đại tá Ernest Winton, 3 trận thua liên tiếp, tổn tất cả về người và vũ khí đã lên tới con số không tưởng, vượt qua mức dự kiến của chính phủ. Tôi đề nghị anh vô rút quân ngay. Hình thức kỷ luật đối với anh chúng tôi đang xem xét. Bộ trưởng nói sao thưa đại tá? Ông ta yêu cầu rút quân, nhưng đã vào trong trận địa. Chấp nhận cuộc chiến, không thể chấp nhận thua cuộc nhanh như thế được. Rút lui lúc này không phải là một phương án hay. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào ạ? Quân Đức mạnh như vũ bão, trong khi quân chúng ta đã thiếu về lực lượng, lại còn thương vong khá nhiều. Bộ trưởng cũng đã ra lệnh rút lui, chúng ta không thể không nghe theo ạ. Viết một lá đơn trình lên bộ trưởng. Tôi muốn giữ trận địa này và tiếp tục chiến đấu. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Đại tá, không được đâu. Ngài sẽ bị đưa ra pháp luật nếu ngài làm trái với lệnh của bộ trưởng. Nếu tôi thua cuộc trở về, cũng có nghĩa tôi không làm tròn sứ mệnh của mình. Sống hay chết không còn nghĩa lý gì nữa. Chúng ta đã thua quá nhiều rồi. Ngoài việc ngài muốn làm tròn sứ mệnh của mình, thì tính mạng của bao nhiêu người lính trên chiến trường ngài cũng nên suy xét. Những quyết định không thể tùy tiện được. Cậu nói từ trước tới nay tôi tùy tiện với tính mạng của anh em ư? Xin lỗi đại tá, ngài là người luôn hết lòng vì tổ quốc, vì anh em. Nhưng lực lượng của chúng ta đã suy yếu quá nhiều, do phải chiến đấu trên địa hình hiểm trở. Việc thắng trận là rất khó, trong khi binh lính là nòng cốt của các cuộc chiến. Chưa kể vấn đề tiếp tế cho đội quân cũng đang gặp khó khăn do địa hình khó. Phải, lý do chính là vì địa hình hiểm trở khiến lực lượng của chúng ta ngày một suy yếu. Nếu không thể dùng người, chúng ta chuyển hướng dùng máy móc để hỗ trợ trận chiến thì sao? Phải có cách gì đó, nhất định không thể dễ dàng rút lui được. Địa hình của Đức khá chồng chênh với chỗ cao chỗ thấp. Nếu có một thứ vũ khí có thể san bằng hết mọi thứ và tiến về phía trước thì hay. Đúng rồi, nhất định ta phải thử. Nếu có một chiếc xe có thể di chuyển trên địa hình hiểm trở, lại có thể chống được đạn pháo thì sao? Thưa bộ trưởng, chiếc xe này tôi đã kết hợp phần gầm bánh xích của chiếc máy kéo Horn với tấm giáp bảo vệ và pháo giả chiến để thích nghi với địa hình nơi quân ta tác chiến. Cậu nghĩ sao? Với chiếc xe kỳ quái này, cậu sẽ lật ngược được tình thế tồi tệ hiện tại à? Xin bộ trưởng hãy cho chúng tôi một cơ hội cuối cùng. Nếu chúng ta không thể dùng sức để chiến thắng địch, chúng ta phải dùng trí và tận dụng những vũ khí đặc thù để đối phó chúng. Đại tá à, ngài chưa thắng bất kỳ một trận nào kể từ khi tiến quân vào lục địa của Đức. Giờ ngài phải cất công về tận đây để gặp tôi, chỉ vì chiếc xe quái đản này à? Đầu tư cho thứ dị hôm này không phải con số nhỏ. Ngài nên rút quân đi trước khi tổn thất của chúng ta tiếp tục gia tăng. Ngài bộ trưởng, xin cho tôi một lần cuối để tôi có trách nhiệm trước tình thế mà mình gây ra.
Đây chính là cách khắc phục của tôi. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để thua trận chiến này. Cả ba trận thua thảm hại. Vậy mà ngài chỉ cần nói với tôi vài câu mà cho rằng tôi có thể tin tưởng ngài nếu cho sản xuất chiếc xe kỳ quái này ư? Bất kể cuộc thua hay thắng nào cũng có nguyên do của nó. Tại sao không khắc phục những nguyên do đó để rút kinh nghiệm và tiếp tục chiến đấu mà lại phải rút lui? Nếu cần, tôi xin dùng tính mạng của mình để đảm bảo. Ngài cũng mạnh miệng đấy. Thôi được, vậy hãy chứng minh đi. Nên nhớ, tôi đồng ý với ngài về điều này. Có nghĩa chúng ta đang đứng trước hàng trăm mạng sống của những chiến sĩ ở chiến trường kia. Tôi biết. Những chiếc xe tăng thô sơ đầu tiên đã được sản xuất. Dù chưa phải là hoàn hảo, nhưng bước đầu, nó đã khắc phục được phần nào những yếu điểm của những chiếc xe hiện tại đang đưa quân và lương thực ra chiến trường. Tốt lắm! Chiếc xe có thể vượt được địa hình đồi núi hiểm trở rồi. Tôi không nghĩ là nó có thể vượt qua gò đất cao như vậy. Tuy hơi chậm chạp, nhưng khá chắc chắn. Có thể cho sản xuất hàng loạt được chưa thưa bộ trưởng? Bước đầu chúng tôi cần gấp 20 chiếc. Được, phải làm thật gấp rút nha. Liệu chiếc xe khổng lồ này có thể bị lộ và quân Đức sẽ đề phòng không? Đây là một bí mật thưa bộ trưởng. Chúng tôi đã nói với toàn bộ công nhân ở đây rằng đây là một chiếc xe chở nước cho quân đội. Không có một thông tin nào về việc chiếc xe sẽ tham gia chiến đấu ạ. Để tuyệt đối bí mật, anh em ở đây gọi chiếc xe là xe tăng, có nghĩa là xe chở nước. Tốt lắm, tôi chờ tin tốt lành từ chiến trường. Có chiếc xe này rồi, ngài hãy giữ thế chủ động tấn công đi. Hy vọng lần này ngài đúng. Lần đầu tiên, chiếc xe tăng do quân đội Anh sản xuất đã xuất hiện trên chiến trường. Chúng lùi lũi tiến về phía trước như những khối sắt khổng lồ. Con vật gì thế kia? Sao nhiều thế chứ? Nó từ dưới đất chui lên hay sao thế? Không hiểu nữa. Hình như là một cái thùng sắt to tướng. Không, một chiếc xe thì phải. Tôi chưa từng thấy chiếc xe gì như vậy. Trông như một con quái vật chui từ lòng đất lên vậy. Mà sao nó không bị đạn xuyên qua thế nhỉ? Thưa đại tá, đội quân Anh đang tiến lại rất gần chúng ta. Lực lượng có vẻ rất hùng hậu và dũng mãnh ạ. Họ thua liên tiếp trong hầu hết các trận chiến trước. Vậy tại sao bỗng trở nên mạnh như vậy được? Cái quái gì thế này? Những cái đống lù lù đang tiến về phía chúng ta là cái gì vậy? Thưa đại tá, chưa xác định được nó là cái gì ạ. Chưa ai từng nhìn thấy nó bao giờ. Tại sao không bắn hạ nó đi? Thưa đại tá, chúng ta đã hao tổn rất nhiều đạn dược mà không thể hạ gục được chúng ạ. Có lẽ là quân đội Anh mới nghĩ ra cái loại xe này. Trông nó như một con quái vật xuất hiện từ lòng đất. Thật là đáng gờm. Ta đã chủ quan coi thường địch rồi. Phan hô, chúng ta đã chiến thắng. Chúc mừng chiếc xe quái vật của đại tá Ernest Winton. Chiếc xe đã chiếm trệ trên tất cả các mặt báo của toàn thế giới rồi. Ồ, sao lại có một chiếc xe tăng mới tinh thế kia? Chúng ta không có chiếc nào thế này. Nó từ đâu tới vậy? Tôi là thư ký của Bộ trưởng Quốc phòng. Trong xe là món quà của Bộ trưởng gửi tặng. Mừng chiến thắng tới toàn thể doanh trại. Là bia mọi người ơi, rất nhiều bia. Cùng nhau ăn mừng chiến thắng nào. Bộ trưởng thật tuyệt vời. Binh nhì Peter, cậu sao thế? Thưa đại tá, kể từ khi lái chiếc xe tăng trở về, tôi bị ù tai và có lúc không nghe rõ tiếng mọi người xung quanh nói gì. Các anh em khác có bị như cậu không? Có ạ, nhiều anh em còn đang nghỉ trong phòng bởi cảm giác đau đầu. Có lẽ phần lớn là do tiếng ồn quá to phát ra từ cổ xe. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, thì sợ rằng sức khỏe của toàn bộ anh em lái xe tăng sẽ bị ảnh hưởng đấy ạ. Chưa kể, có khi tiếng ồn sẽ khiến chúng tôi bị điếc mất thưa đại tá. Phải, đúng là tiếng ồn phát ra từ chiếc xe tăng khá to.
nhưng tôi không nghĩ nó lại lớn đến mức ảnh hưởng tới chức năng nghe của mọi người. Thôi được, để tôi nghĩ cách gì đó cải thiện xem sao, chứ để thế này không ổn. Vậy là chính bộ phận bánh răng đã khiến chiếc xe có tiếng ồn kinh khủng như thế, cần phải cải tiến lại toàn bộ. Phải rồi, không thể nào có sản phẩm hoàn hảo ngay từ đầu được, mọi thứ phải có thời gian trải nghiệm. Thưa đại tá Ernest Winton, tiếng ồn đã thực sự được giảm đáng kể rồi ạ. Vậy thì hãy đưa toàn bộ chúng ra chiến trường, nói tiếp những chiến thắng vừa rồi. Ngài hãy làm cho kẻ địch khiếp sợ đi nhé. Nhất định cục diện toàn bộ chiến tranh giữa Đức và các nước đồng minh sẽ được thay đổi nhờ đội quân của chúng ta. Năm 1818, nhờ những chiếc xe tăng, hàng ngàn quân Đức bị bắt sống và quân đội Đức thất bại thảm hại. Cuộc chiến lần thứ nhất giữa hai quân Đức và Anh đã kết thúc. Chiếc xe tăng sau đó được rất nhiều quốc gia sản xuất và sử dụng theo. Nhưng chiếc xe tăng của quân đội Anh vẫn là một trong những chiếc xe tăng tiên phong để đưa vũ khí lợi hại này đến với thế giới. Và đại tá Ernest Winston được ghi nhận là người đầu tiên phát minh ra xe tăng. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Ernest Winston, đại tá của quân đội Anh, người đã phát minh ra chiếc xe tăng đầu tiên của nhân loại trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Phát minh ra vaccine đậu mùa. Tiến sĩ Ludlow, hôm nay tôi đưa thằng bé đến, mong ông chỉ bảo, dạy dỗ cháu tận tình. Thầy đừng thiên vị cháu, cứ để nó giúp việc cho ông đến khi nào thành nghề thì thôi ạ. Ôi trời, anh nói gì mà nghiêm trọng vậy? Thằng bé mới có 13 tuổi, nhìn thông minh lanh lợi thế này, chắc chắn sẽ học hỏi rất nhanh. Ở thị trấn này, ai mà không biết Edward Jenner là tài năng quan sát nhí chứ? Jenner, con đã nghe thấy gì chưa? Thầy và cha đều rất kỳ vọng vào con. Con hãy học hành chăm chỉ, đừng phụ công mong mỏi của chúng ta nhé. Vâng ạ, con sẽ cố gắng tiếp thu hết kiến thức của thầy. Không quá 10 năm sau, con sẽ trở thành một bác sĩ có tài và có tâm nữa. Cháu ơi, ta muốn nhờ bác sĩ sang phố bên cạnh để khám cho con gái ta. Nó sốt đã 2 ngày nay rồi. Dạ, vâng. Thưa bà, cháu ghi vào sổ ngay đây, lát nữa bác sĩ sẽ tới luôn ạ. Đây là địa chỉ, cháu bảo ông ấy sang ngay nhé. Ai vậy Jenner? Dạ, một bác trung tuổi. Trên mặt có những vết sẹo đổ sâu, trông rất đáng sợ. Có thể bà ấy từng bị bệnh đậu mùa, nên khuôn mặt để lại những dấu vết. Bệnh đậu mùa là sao ạ? Đó là một loại bệnh truyền nhiễm vô cùng nguy hiểm, với tốc độ lây lan khá cao. Trước đây ở thị trấn này cũng đã có lần bùng dịch, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Khi ấy có lẽ con còn nhỏ nên không thể biết. Thật là đáng sợ. Vậy bác ấy chính là một trong những người may mắn sống sót sau lần dịch đó đúng không ạ? Chắc là như vậy. Cách đây 10 năm, khi dịch đậu mùa bùng phát, bên đó là khu phố đầu tiên bùng dịch và có nhiều người tử vong nhất. Cùng là một thị trấn, sao những người nơi đó lại bị nặng hơn thế ạ? Đó là khu phố của người giàu, có thể đề kháng của họ kém hơn những người lao động vất vả. Trước đây hầu hết người dân ở đây đều phải đi làm thuê trong trang trại gia súc phía ngoại ô. Thôi, con ở nhà trong quầy thuốc, ta đi thăm bệnh cho con bác ấy đã nhé. Vâng ạ. 8 năm sau. Chào mừng cậu gia nhập hội hoàng gia, Jenner. Tôi vẫn luôn thắc mắc, cậu là học trò xuất sắc của bác sĩ phẫu thuật, nhà thực nghiệm có tiếng như ông Hunter, sao mãi mới chịu gia nhập hội hoàng gia cơ chứ? Tôi cũng khuyên nhủ nhiều lần, nhưng Jenner có quan điểm riêng và tôi đương nhiên tôn trọng. Jenner là đứa rất giữ lập trường. Tiến sĩ Ludlow trước khi giao cậu ấy cho tôi
cũng đã nhận định như vậy đó. Jenner, cậu sớm được chú ý bởi những người nổi tiếng trong giới y khoa. Giao hội hoàng gia rồi, cậu hãy phát huy thật tốt những năng lực của mình nhé. Cảm ơn ngài đã coi trọng tôi. Tuy nhiên tôi dự định sẽ chỉ ở lại đây 3 năm. Sau đó sẽ rời London, về miền quê để hành nghề. Ở đây cậu sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân của mình hơn. Sẽ được tham gia vào những dự án y học quan trọng. Chẳng có môi trường nào lý tưởng bằng ở đây đâu cậu à. Tương lai phía trước của con còn rộng mở lắm. Tại sao lại về quê cơ chứ? Dạ, với con, danh vọng là một thứ trang sức mạ vàng rất có thể gây hại cho con người. Con muốn về quê để chữa bệnh cho người nghèo. Người dân quê hương đang rất cần con. Bác sĩ, tôi đau quá. Phát cho tôi một viên giảm đau thôi cũng được. Tại sao trạm xá không có thuốc chữa bệnh này cơ chứ? Jenner, con hãy suy nghĩ kỹ trước khi từ bỏ London để về đây. Ta không kỳ thị hay phân biệt, thậm chí rất thương cảm cho họ. Nhưng nơi này thực sự không tốt cho tương lai của con. Thầy nhìn xem, đậu mùa là căn bệnh chưa có thuốc chữa. Ở đây y tế còn lạc hậu, người dân đang rất cần con. Chúng ta có thể đề xuất cung cấp cho họ những thiết bị đầy đủ nhất. Cử những hộ lý, y tá, tình nguyện viên thay phiên nhau về đây. Nhưng đây là làng quê của con. Sau bao năm đi xa học hành, con cần trở về và làm điều gì đó đối với những người dân nơi này từ những kiến thức mà y khoa đã dạy con. Việc nghiên cứu ra phương thuốc phải ở London, nơi mà y học đang phát triển. Phòng nghiên cứu tối tân. Con nghĩ mình có thể tìm ra thuốc chữa bệnh tại vùng quê nghèo và không có nổi một gian phòng thí nghiệm này hay sao? Trước hết, những người bệnh cần được giảm đau. Con sẽ cho họ dùng kháng sinh để tránh nhiễm trùng và dùng những cách chữa tạm thời ở thời điểm hiện tại để dịch không bùng ra thêm nữa. Những chuyện khác con cũng chưa nghĩ tới đâu thầy ạ. À, đành phải vậy. Chúng ta không còn cách nào khác. Chẳng thể nghĩ xa với những nơi còn thiếu thốn như thế này. Chào cô, tôi cần mua một vài xô sữa tươi về cho trạm xá. Là bác sĩ Jenner sao? Anh trở về rồi, đã lâu quá rồi nhỉ. Saranem, là em sao? Trang trại này là của em ư? Trời ạ, à, gặp lại hàng xóm cũ, sao mà anh thảng thốt đến vậy chứ? À, chỉ là anh nghe mọi người nói em đã bị đậu mùa từ năm ngoái, nên hơi bất ngờ với diện mạo không mấy khác biệt này. Tại thông thường, với những bệnh nhân mắc bệnh này, sau khi khỏi bệnh sẽ để lại sẹo. Anh muốn nói đến chúng phải không? Trên tay em vẫn còn sẹo đó. Rất may, lần đấy em chỉ bị đầu bò, nên không bị ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe. Đậu bò sao? Đậu bò thì liên quan gì đến đậu mùa cơ chứ? Đậu bò là bệnh xảy ra ở bò. Lần ấy, một con lớn nhất trong đàn bò nhà em bị bệnh. Thương bò mẹ mới sinh xong chưa lâu đã mắc bệnh. Em không nỡ làm hại nó. Nhưng không ngờ, trong quá trình chăm sóc nó, em lại bị lây bệnh đậu mùa, lây ra từ loài bò. Vậy với tình hình hiện giờ, có lẽ cần đóng cửa tạm thời các trang trại bò sữa. Nếu không sẽ càng nhiều người bị bệnh hơn. Trời ạ, tại sao lúc này vẫn còn nhiều người đổ xô đi nuôi bò cơ chứ? Em cũng không hiểu tại sao. Nhưng trên thực tế, những người đã từng mắc đậu bò trong vùng sẽ không mắc đậu mùa nữa. Đó cũng là lý do mà gần đây nhiều người tới nông trại để xin việc. Họ mong muốn lũ bò bị bệnh để lây lại từ bò. Họ không sợ tính mạng bị đe dọa hay sao? Vì đậu bò không nguy hiểm đến tính mạng, nên nhiều người thà để tự mình nhiễm bệnh còn hơn phải bỏ mạng vì cái chết đen do đậu mùa. Đó cũng chính là cách giữ mạng sống. Nhưng... anh xem đấy, em và nhiều người từng nhiễm đậu bò khác vẫn đi giao sữa khắp vùng. Dù dịch đang hoành hành như vậy, cũng không một ai mắc bệnh mới cả. Được rồi, anh phải mang sữa về đã. Những người bệnh đang vô cùng đau đớn, họ gần như không thể ăn gì suốt cả ngày. Cố tình bị bệnh sao? Vậy có cách nào để dễ dàng bị đậu bò hơn không? Nhưng không có căn cứ khoa học nào cho hiện tượng miễn nhiễm này cả. Cậu ơi, xin cho bà lão già này một chút tiền mua đồ ăn. Đã mấy ngày nay tôi không được ăn gì cả. Bà cầm lấy đi,
sao bà lại phải ở đây xin ăn thế này cơ chứ? Con cháu bà đâu? Nhà có hai mẹ con. Con trai tôi đã chết vì dịch bệnh. Tôi may mắn thoát khỏi tử thần, nhưng lại có sẹo ở giác mạc khiến hai mắt bị mù. Tôi đành phải sống nhờ sự bố thí của mọi người. Con gái anh đã 3 tuổi, sao anh vẫn chưa đặt tên cho con chứ? Bây giờ không có tên, chúng tôi không thể làm sổ theo dõi được. Người nhà tôi rất hà khắc, nhất định không cho chúng tôi đặt tên con bé cho đến khi nó mắc đậu mùa và sống sót. Cô cứ viết tên tôi vào sổ cũng được ạ. Một ngày có tới hàng chục ca bệnh mới. Nếu tiếp tục tình trạng này, sẽ còn rất nhiều người thiệt mạng. Nếu để lại những người bị đậu bò tự lây lại bệnh đó cho nhau thì sao đây? Liệu có bớt nguy hiểm hơn không? Thời gian sau, tôi vừa nghiên cứu ra cách cố ý để lây bệnh đậu bò từ người sang người, giảm thiểu nguy cơ lây bệnh. Nhưng trước hết, chúng ta cần một người làm thử nghiệm. Có ai tình nguyện không? Nếu thử nghiệm thất bại thì sao? Có mất mạng không đấy? Ai mà dám chứ? Cháu hãy làm thử nghiệm cho người cháu đi ạ. À, James, cháu mới 8 tuổi. Cháu không sợ rủi ro hay sao? Lỡ như... Ai cũng biết đậu mùa nguy hiểm thế nào. Nếu may mắn qua khỏi thì cũng bị mọi người xa lánh vì ngoại hình gớm ghiếc. Mà không phải ai nhiễm bệnh từ chính bò cũng sẽ đều an toàn. Mẹ cháu cũng đã mất vì thế. Cho nên... Chú là bác sĩ tài năng, cháu tin chú sẽ không để cháu gặp nguy hiểm. James, cảm ơn cháu. Tôi lấy dịch từ vết đầu bò trên cánh tay của người bệnh, rồi tiêm dịch này vào James, nhằm mục đích để cậu bé bị lây bệnh đầu bò từ cô gái này. Thằng bé phát bệnh đã 48 ngày, 2 tuần này còn bị sốt ly bì. Liệu có sao không thưa bác sĩ? Không có gì bất ổn. Tất cả các triệu chứng đều giống như bệnh đậu bò, nhưng ở thể nhẹ hơn. Bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục. Sau khi James khỏi đậu bò, tôi đã tiếp tục tiêm chất có chứa mầm bệnh đậu mùa cho cậu bé. Nhưng cậu bé không hề nhiễm bệnh, chứng tỏ phương pháp này đã thành công. Jenner, mới chỉ có một thử nghiệm, con chưa thể kết luận ngay được, chưa thể áp dụng nghiên cứu này vào thực tiễn. Đúng vậy, nếu áp dụng cho nhiều người, quả thực là một sự liều lĩnh. Hãy thử nghiệm thêm trên em và hai con đi, Jenner. Sao em lại đưa con tới đây? Bao nhiêu năm nay, anh luôn đau đáu tìm ra phương pháp trị bệnh đậu mùa. Nay đã bước đầu thành công, em đương nhiên ủng hộ anh. Nếu chưa có ai tin tưởng anh hoàn toàn, thì vợ con anh sẽ là người tin tưởng anh tuyệt đối. Jenner, cách làm của Jenner xét theo các chuẩn y đức là hoàn toàn sai trái, không được thử nghiệm thêm nữa. Nhưng rõ ràng đây là một hành động có tính khai phá. Đứa trẻ được chủng ngừa đã đề kháng được bệnh. Thôi được, để chứng minh thêm, con sẽ tiêm thêm cho vợ con và hai đứa nhỏ. Nhưng đứa nhỏ mới có 10 tháng, con nỡ tiêm thuốc thử nghiệm trên chính đứa con bé bỏng của mình hay sao? Con tin chồng con. Chỉ khi con và các con của con không sao thì mọi người mới tin tưởng vào phương pháp phòng ngừa này. Một tháng sau, sau đó cả vợ và hai con trai của Jenner đều mang kết quả hoàn toàn miễn nhiễm với bệnh. Mọi người đổ xô xếp hàng để xin được tiêm phòng. Vaccine đậu mùa chính thức ra đời từ đó. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật tại Anh năm 1796 kể về Edward Jenner, người nghiên cứu thành công vaccine đậu mùa, vaccine đầu tiên trên thế giới. Ông là người đặt nền móng cho kỷ nguyên vaccine và là cha đẻ của miễn dịch học.